các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau bàn về vấn đề nước mát của xe nha các bạn. Thì nước mát của xe á, là nó cũng là cái vấn đề mà cũng là quan trọng so với bộ máy của xe nữa các bạn. Nó cũng là một cái mà chúng ta cần phải bảo dưỡng, bảo trì khi mà đúng thời điểm của nó. Nước mát của xe nó không phải, chứ mình sẽ nói giải thích các bạn về nước mát của xe trước nha các bạn. Thì những dòng xe một từ khoảng 125 phân khối, 125cc trở xuống ấy, thì nó không có làm mát bằng cái máy xe của nó các bạn, không có làm mát bằng dung dịch. Nhưng mà từ phân khúc mà mình thấy là từ editor trở lên á, editor window từ phân khúc 150cc trở lên đó là bắt đầu là cái công suất máy nó mạnh lên các bạn, cho nên cái tỏa nhiệt của cái máy xe mình nó cao hơn rất là nhiều so với những cái máy phân khối thấp. Do đó là nó mới sử dụng bộ tản nhiệt bằng dung dịch. Còn ở những phần dòng không có thấp thì tản nhiệt chủ yếu bằng khí thôi các bạn. Tức là mình chạy thì nó thiết kế theo những cái lốc máy của mình á, nó sẽ thiết kế theo có những cái khe tản, một khe tản khí để mà gió lùa vào đó các bạn, để mà nó có thể là giúp cho tản nhiệt tốt nhất có thể. Ôi trời, chạy ổng đi ngược chiều, ổng đi giữa lộ mới ghê. Thì những dòng xe máy của mình đó các bạn, tất cả dòng xe trên thị trường hiện tại trừ xe điện ra thì đều là hoạt động, đều là động cơ đốt trong đó các bạn, tức là dùng nhiệt, năng lượng từ nhiệt. Thì các bạn biết những nếu những cái dòng nó nhỏ thì những công suất nó thấp, công suất máy của nó thấp đó, thì cái hệ thống cái máy của nó sẽ tản nhiệt, nó sẽ phát một cái lượng nhiệt thấp hơn nhiều so với những xe máy mà những cái xe mà nó có công suất lớn. Và do đó những cái chiếc phân khối lớn các bạn chạy trong nội ô nó nóng cực kỳ luôn. Xe mình cũng vậy. Khi á, mà các bạn đi trong đường nội ô Sài Gòn á, các bạn đi trong những đường nội ô mà đông xe, kẹt xe á, thì những anh em là chạy winner như mình á, để các bạn cũng có thể cảm nhận được á, lúc mà kẹt xe chạy gà chạy bò chút xíu thôi á, là cái chân mình nó nóng luôn đó các bạn, nóng rang luôn, là tại vì cái máy nó tỏ nhiệt ra đó các bạn. Và lúc mà khi mình dừng lại á, thì các bạn sẽ nghe một cái tiếng á, là hụ 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 hụ, là đó là cái tiếng quạt. Khi các bạn mà có cái công tắc tắt máy như mình này, các bạn tắt máy nhưng mà dẫn mở bình lên, dẫn mở công tắc lên, thì lúc đó các bạn sẽ nghe được cái tiếng quạt. Thì cái tiếng quạt đó là quạt ở trong két nước của cái nước két nước tản nhiệt đó các bạn. Khi mà nhiệt độ máy nó nóng quá thì cái quạt của cái tản nhiệt đó nó sẽ quạt lên để mà nhằm mà giảm tải được cái lượng nhiệt trong cái nước tản nhiệt đó. Và tại vì cái nước tản nhiệt đó thì nó có tác dụng nó làm mát cho máy của mình, máy xe của mình đó. Do đó đó là cái vấn đề nước mát đó là nó không phải giống như là nhớ rồi các bạn, nó không phải thay nhớ như định kỳ như là thay thay nhớ. Nhớ thì các bạn định kỳ 1.000, 2.000 tùy vào chất lượng loại nhớ, thì cũng một cái loại nhớ thì đi có thể là 3.000, 4.000 các bạn mới thay. Nhưng mà nước mát đó là các bạn thay tùy thuộc vào cái điều kiện mà các bạn đi nữa. Ví dụ nếu bạn đi đường xa, đi đường mà xe chống như mình, là các bạn chạy tốc độ cao, chạy đúng tốc độ nó nè, các bạn có thể chạy nhanh và thoáng, thì gió nó bà nó bạn, máy của mình nó không quá nóng, thì cái nước của mình đó, nó sẽ còn mình có thể sử dụng được lâu dài, cái lượng nước mát trong xe mình có thể sử dụng được lâu. Còn với những bạn mà các bạn đi trong đường nội ô thường xuyên hay kẹt xe nè, thì lúc đó là cái máy của mình nó nóng cực kỳ, thì cái máy mình nó càng nóng á, thì cái lượng nước tản nhiệt nó sẽ càng mau hết hơn so với các bạn đi những đoạn đường trường, đoạn đường cho ăn chạy cho nó mát đó. Mát cái máy của mình thì lúc đó hiệu suất của nó sử dụng cao hơn so với những cái bạn mà hay sử dụng xe đi đường trường. Và cái cách để mà kiểm tra nước mát còn hay không á, thì mình sẽ chèn vào một cái video, mình sẽ cho các bạn xem ở dưới cái bình chứa nước mát nha các bạn. Thì các bạn nhìn vào phần bên phải của xe, các bạn nhìn xuống phần lốc máy nè. Đó, các bạn nhìn sâu vào từ cái phía trực diện này thì các bạn sẽ thấy đây, cái bình nhựa màu trắng này, trắng trong này nè. Đó chính là đang chứa cái nước đó các bạn. Và các bạn thấy cái lằn bạch ngay đây không? Lằn bạch dưới này nó có màu hường hường, màu hơi sậm sậm màu nữa, phải không? Phía trên này nó màu trong nè, tức có nghĩa là cái dung dịch nước mát của mình nó đang tới nắp này nè. Thì cái dung dịch nước mát zin của Honda nó màu xanh, màu sẫm sẫm đậm nha các bạn. Còn cái màu này là mình, cái dung dịch này mình đã thay cái hãng ngoài rồi, cho nên nó sẽ có cái màu đỏ màu hường như này nè. Đó, và dung dịch của mình nó đang mất này, tức có nghĩa là đang ổn nữa các bạn.
này mình sẽ kéo ra to to tí xíu cho các bạn xem. Đó, tới mức này tức là cái nước mát của mình vẫn còn đang ổn, nhưng mà nếu nó thấp xuống như này nè thì tức là nước mát mình đang yếu, lúc đó mình cần tha thêm vào nha các bạn. Và để thêm nước mát này á thì dễ lắm các bạn. Ở đây nó còn khe cái nắp này các bạn thấy không? Các bạn bấm vào con ốc bấm này nè, mở cái này ra. Vậy mở này ra, khi mà các bạn mở phần này ra nó ngay chân cái nắp cũng. Rồi, khi các bạn nhìn thẳng từ cái phần trước này nhìn vào nè, xe mình hơi dơ, mấy hôm nay trời mưa các bạn thông cảm nha, chưa đi rửa được. Đây là cái phần két nước. Đây là cái phần két nước, nó chứa nước mát trong đây nè các bạn. Và đây cái những các bạn thấy những cái miếng cái lưới này mà nó cái miếng thép nhỏ mà mỏng này nè. Nó có tác dụng là khi mà gió lùa vào trực diện vào cái két nước này nó sẽ làm mát cái nước mát lại. Thì cái nước mát bên trong nó sẽ có một cái máy bơm đó các bạn. Nó bơm cái dòng nước của nó để mà cái nước mát dung dịch đó nó sẽ thay phiên nó chảy vào cái két này. Rồi nó sẽ truyền xuống dưới, nó sẽ truyền vào bên trong cái phần máy của mình nó để nó làm tản nhiệt cái máy của mình. Do đó cái phần két nước này nó có tác dụng là làm giảm cái nhiệt độ của nước mát. Do đó cái miếng già khi các bạn sử dụng một thời gian á, thì sau trên đường đi mình sẽ có những cái chướng ngại vật đá văng vào nè, hay là các bạn đi rửa xe á, xịt mạnh quá nó cũng sẽ bị mớp. Đây nè, đây là cái dấu mà nó sẽ, những cái dấu này nó bị mớp nè các bạn. Nó thì nếu những bạn nào kỹ thì các bạn có thể dùng những vật nhọn hay là những cái kìm nhọn nhọn các bạn chỉnh cho nó, cho nó thưa, nó khít cho nó thưa, nó phù hợp với cái vị trí để mà nó có gió nó có thể thổi vào mà nó mát được tốt nhất. Ở bên phía sau cái nước này nó có một cái quạt các bạn. Khi mà các bạn đi, chú ý các bạn đi, khi các bạn đi mà đường gạt xe các bạn á, tắt máy rồi các bạn mở nút mở công tắc lên các bạn nghe hụ 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 á, đó chính là cái quạt phía sau cái tảng này nó thổi ra nè để nó làm mát cho xe đó các bạn. Đó thì đó là cái nguyên lý hoạt động của cái nước này. Cái phần trên này đó các bạn sẽ thấy được cái nắp cái nước đó. Còn khi thay nước mát các bạn vào hãng thay cũng được, hoặc các bạn muốn thay nước mát kiểu ở ngoài hãng ngoài với mình á cũng được, tại vì mình không thay nước mát của hãng các bạn mà mình thay nước mát của ngoài. Lúc đầu là mình thay nước mát của đợt rồi mình thay của mình Voltronic thì phải, lâu quá mình không nhớ. Nhưng mà nếu mình nếu các bạn quyết định là thay nước mát ở bên ngoài á thì của hãng ngoài á thì các bạn phải vào thợ uy tín này để mà họ rút hết luôn, họ bơm hết cái lượng nước mát còn lại, cái lượng nước mát có sẵn trong cái nước và trong bình dự trữ á ra hết luôn, rồi sau đó rút cho sạch cái nước vào trong cái bình dự trữ, rồi sau đó mình mới đổ cái nước mát mà của hãng ngoài vào, nó mới lừa thực sự là tốt nha các bạn. Chứ mình không có được pha nước mát của cái nào mình xài một loại duy nhất, chứ mình không được pha của cái này. Ví dụ mà các bạn đang xài mà ví dụ các bạn nó hết hơi các bạn lấy hãng khác đổ vào thì nó là không nên các bạn. Nước mát là nên xài của một hãng, xài của hãng nào muốn đổi hãng thì các bạn phải ra thợ vệ sinh xúc sạch cái đổ cho nó vệ sinh hết cái loại nước mát cũ còn lại, sau đó mình sẽ đổ nước mát mới vào. Đó là những cái lời khuyên mà mình muốn gửi các bạn. Thì mình nói là nước mát nó có quan trọng hay không thì mình nói là có nha các bạn. Các bạn biết đó, cái động cơ của mình là động cơ đốt trong, tức là nó dùng nhiệt để mà sản sinh năng lượng. Do đó cái vấn đề nhiệt độ là cái vấn đề mà nan giải nhất. Khi mà các bạn chạy mà để chiếc xe nó nóng quá, chiếc xe mình nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, nó sẽ không tốt. Tất cả nó ảnh hưởng đến rất là nhiều bộ phận xe luôn. Do đó các bạn nước mát một phần nó là quan trọng để mà nó góp phần nó tản nhiệt cho chiếc xe của mình, giúp cho bộ máy của mình được hoạt động và trơn tru nhất có thể.
cái đoạn đường mà mình đang đi quay cho các bạn xem á, chứ trên là đường Phụng Hiệp các bạn, đường qua là Phụng Hiệp, nó giờ nó làm rồi, nó mướt như này nè, mướt đường luôn. Mình chạy thẳng từ đây tới Cần Thơ là đường như này không các bạn. Những cái ngay thường lúc trước á là những cái dốc cầu nó hay có một cái độ lún các bạn, mình lên nó mình hay bị tưng á, nên bà bây giờ sau khi làm lại rồi, bây giờ những cái dốc cầu á nó không còn có một cái độ lún nữa, nó rất êm rồi. Khi nào nói chuyện với bạn thì mưa, gặp mưa rào đó các bạn, nên là mình chạy nhanh để mà qua được cái cơn mưa. Thì đây là một cái video ngắn mình muốn chia sẻ với các bạn về cái tầm quan trọng, cho các bạn hiểu được cái sự quan trọng của nước mát và cái công dụng của nước mát đối với xe của mình là gì. Rồi vậy thì video của mình xin kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian các bạn ra xem video này của mình. Vậy thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Đường Phụng Hiệp thì rất là mướt rồi, nhưng mà hiện tình hình dịch hiện tại là rất là căng, nên là nhiều khi bây giờ muốn đi tour, muốn đi chơi nó là khó. Nên là hẹn anh em qua dịp qua cái đợt dịch này á, thì mình sẽ làm một vài cái chuyến tour ngắn, là mình sẽ quay cho các bạn xem luôn, cho các bạn xem cái tình hình đường Phụng Hiệp từ đây Cần Thơ xem nó như thế nào rồi nha. Rồi vậy thì bye bye anh em nha.